biến chứng tim thường được quan sát thấy trong các trường hợp cúm nặng hoặc tử vong. Những vấn đề này có thể bao gồm trục trặc điện, sẹo mô tim và thậm chí suy tim. Điều này làm cho nhiễm trùng cúm đặc biệt nguy hiểm đối với những người có bệnh tim mạch từ trước. Bệnh nhân cao tuổi đã có nhiều nguy cơ bị nhiễm cúm nặng, cũng có nhiều khả năng đã mắc bệnh tim mạch từ trước. Cúm theo mùa là nguyên nhân chính gây tử vong ở người. CDC ước tính rằng chỉ riêng tại Hoa Kỳ, hàng năm có tới 52.000 ca tử vong và 41 triệu ca nhiễm trùng. Mặc dù vaccine có hiệu quả trong việc ngăn chặn sự lây lan và giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh nhiễm trùng, nghiên cứu về bệnh cúm vẫn rất quan trọng. Trước đây người ta cho rằng các biến chứng cúm liên quan đến tim là kết quả của tình trạng viêm ở phổi. Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng mức độ viêm ở phổi quá nghiêm trọng khiến toàn bộ cơ thể phải căng thẳng, dẫn đến các vấn đề về tim ở một bộ phận nhỏ bệnh nhân. Nhiều nhà khoa học cho rằng các tế bào trong tim không bị nhiễm cúm trực tiếp. Các nhà nghiên cứu tại Đại học bang Ohio đã chứng minh rằng cúm lây nhiễm sang các tế bào tim cùng với việc lây nhiễm sang phổi. Các nhà nghiên cứu đã thay đổi di truyền một chủng virus cúm không có khả năng tái tạo trong tế bào tim và sau đó gây nhiễm cho chuột với chủng virus này. Những con chuột này phát triển các triệu chứng cúm cổ điển ngoại trừ các biến chứng liên quan đến tim. Sau khi nhiễm bệnh, những con chuột bị nhiễm chủng cúm biến đổi gen ít bị tổn thương cơ tim hơn, mức độ tế bào bị thương thấp hơn, mô tim ít sẹo hơn và ít vấn đề liên quan đến tín hiệu điện trong tim hơn. Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học cho thấy các biến chứng tim liên quan đến cúm là kết quả trực tiếp của việc virus cúm lây nhiễm vào mô tim. Các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ làm sáng tỏ hơn nữa các cơ chế mà bệnh cúm làm tổn thương các tế bào tim và xác định xem liệu nhiễm trùng cúm lặp đi lặp lại có ảnh hưởng nhiều hơn hay không. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!